A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần A Closer Look 2 của đánh lớp 6, bài số 5 với chủ đề là kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam, Natural Wonders of Vietnam. Và phần A Closer Look 2 như thường lệ sẽ là phần grammar, phần ngữ pháp. Và ngữ pháp của bài số 5 sẽ tập trung vào hai phần. Phần đầu tiên là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Và phần thứ hai thì sẽ là động từ quyết thiếu must và mustn't. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với phần đầu tiên nhé, là các danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Countable and uncountable nouns. Chúng ta có định nghĩa của danh từ đếm được như sau. Countable nouns are for the people or things we can count using numbers. Countable nouns can be singular or plural. Danh từ đếm được là danh từ cho người, chỉ người và chỉ vật mà chúng ta có thể đếm được bằng số. Và danh từ đếm được thì có thể ở dạng số ít, là ví dụ như là a rock, một tảng đá, hoặc là an island, một hòn đảo, hoặc là nó có thể là ở dạng số nhiều, plural, ví dụ như là rocks, là những hòn đá đúng không? Và islands, là những hòn đảo. Còn danh từ không đếm được, uncountable nouns, are for the things that we cannot count with numbers. Là danh từ không đếm được là danh từ, là những cái vật mà chúng ta không thể đếm được bằng số. They usually do not have a plural form. Và thường thì không có dạng số nhiều. Ví dụ như là từ cream, là từ kem á, đúng không? Chúng ta không để thể đếm là thể đếm, ví dụ nhá, là trong chúng ta sẽ thấy cream, ví dụ là chúng ta có một cái hũ kem này đúng không, nó là những cái chất lỏng này, mình không nào đếm được là một kem, hai kem, ba kem được đúng không. Ví dụ nhá, cái ice cream thì là que kem rồi thì ok, cả đấy đếm được, nhưng mà cái cream này là cái kem ở trong hũ á đúng không, thì không đếm được. Hoặc là sô cô la thì bình thường chúng ta sẽ không đếm là một sô cô la, hai sô cô la, mà chúng ta phải đếm là thanh sô cô la đúng không, là bar chocolate thì mới đếm được. Nên nếu mà chocolate không thì sẽ không đếm được. Hoặc là ví dụ như là water là nước, chúng ta sẽ không đếm được là một nước, hai nước, ba nước, mà chúng ta chỉ có thể đếm được khi chúng ta thêm những cái danh từ chỉ số lượng thôi. Ví dụ như là bottle đúng không? Đó thì nó sẽ có thể là đếm được bottle of water thì sẽ là những cái chai, những cái lọ này, chai nước thì đếm được. Còn nếu mà nước không thì sẽ không đếm được. Chúng ta sẽ hiểu là như vậy nhá. Hoặc ví dụ như là điện này, chúng ta sẽ không thể nào đếm điện được đúng không, mà phải có một cái người ta gọi là kilowatt điện đúng không, chứ không thể nào đếm là một điện, hai điện được, mà nó sẽ phải thêm một cái danh từ để thể hiện là những cái danh tự dưng cô bị quên mất cả đấy nó gọi là gì rồi. Ví dụ kilowatt điện này, hoặc là chai nước các thứ đó, nó sẽ đứng vai trò là như thế thì mới đếm được. Còn không, nếu mà chỉ mình nó thì không đếm được. Còn riêng danh từ, ví dụ như là danh từ tiền đó, thì cũng sẽ không đếm được. Chúng ta không đếm là một tiền, hai tiền, mà chúng ta sẽ đếm là chúng ta cũng sẽ không đếm kiểu một tiền, hai tiền luôn, mà chúng ta chỉ đếm đơn vị tiền thôi, đúng không? Đó. Và ở đây thì cô sẽ có thêm giúp chúng mình những cái lưu ý của cái danh từ đếm được và danh từ không đếm được này nhá. Và chúng ta có là danh từ đếm được. Ok, cô sẽ để ở đây những danh từ đếm được. Cô sẽ để những cái danh từ không đếm được. Không đếm được thì nó sẽ ấy hơn, bởi vì những danh từ không đếm được là những cái danh từ mà chúng ta sẽ hay bị nhầm lẫn nhất. Thì có một vài những cái danh từ không đếm được như sau. Uncountable noun. Những danh từ không đếm được thì chúng ta có ví dụ như là water, nước này, chocolate và sô cô la. Bên cạnh đó liên quan gần gần giống water như là milk đúng không, cũng sẽ không đếm được này. Và bên cạnh đó là rượu nữa đúng không, alcohol cũng không đếm được. Electricity không đếm được, electricity, điện không đếm được này. Money cũng không đếm được. Tiền bạc, thời gian, khoảng cách, đơn vị đo lường không đếm được. Thời gian thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào nhỉ? Thời gian thì vẫn là một ngày, hai ngày các thứ mà đúng không? Đó, hoặc là ví dụ như là chúng ta sẽ có là
ví dụ những cái danh từ như sau. Danh từ ví dụ như là danh từ coffee này, danh từ bánh mì. Khi chúng ta muốn đến bánh mì thì chúng ta sẽ phải thêm cái từ slice này. Slice of bread là một miếng bánh mì á, chứ không thể nào là bread không được. Hoặc là air, không khí cũng không đến được này. Lời khuyên cũng không đến được, advice không đến được. Còn thời gian thì vừa là đến được, vừa là không đến được. Nghĩa là cái time này này. Cái time này nghĩa là cái danh từ time nhá. Tôi không có thời gian để dành cho cậu. Đó, thì cái time này là danh từ không đếm được. Nhưng nếu mà nó diễn tả cái số lần ấy thì nó lại là đếm được 2-3 lần. Đó, thì là đếm được. Còn ví dụ như là những cái đồ ăn nhá, thì nó sẽ thường là danh từ không đếm được. Nhưng khi nó dùng là danh từ đếm được thì nó lại chỉ là các dạng, các loại khác nhau của cái đó, chứ không phải là một mình cái đó. Và chúng ta sẽ có những cái phân biệt giữa hai cái này như sau. Thứ nhất là danh từ đếm được thì nó có cả ở dạng số ít và số nhiều. Vừa nãy chúng ta cũng nói rồi đúng không? Ở đây là danh từ đếm được. Countable và uncountable. Danh từ đếm được thì có cả ở dạng số ít và số nhiều. Plurals and singular. Danh từ đếm được, danh từ số nhiều là nghĩa là thêm s ở đằng sau á. Còn uncountable thì nó chỉ có ở dạng số ít thôi, singular. Bên cạnh đó thì nó không thể đứng một mình được, mà phải cần những cái mạo từ hoặc là các từ chỉ số đếm. Và mạo từ thì có thể là mạo từ ơ. Nó sẽ dùng được những cái mạo từ như là ơ và ân. Và ơ và ân này thì nó sẽ mang ý nghĩa là một cái. Còn uncountable thì không dùng được với ơ và ân. Và nó thường dùng với the. Và chắc chắn rồi, là những cái này thì nó sẽ đứng sau. Ví dụ như là chúng ta có danh từ đếm được vừa nãy là rock, đúng không? Là hòn đá thì cô có thể nói là one rock, hoặc là two rocks. Còn ở bên danh từ không đếm được thì nó sẽ phải đi kèm với đơn vị đo lường khác, phải cộng với đơn vị đo lường. Đơn vị đo lường ví dụ như là cái bottle vừa nãy của cô ấy, nó sẽ được gọi là đơn vị đo lường nhá. Chúng ta sẽ phải đi kèm với những cái đơn vị đo lường khác. Ví dụ như là cơm thì không đếm được, nhưng mà một bát cơm thì lại đếm được, one bowl of rice. Đây chúng ta có danh từ không đếm được là danh từ rice, và nó sẽ phải đi kèm với đơn vị đo lường là bowl of rice, là bát cơm, hoặc là bottle of water, chai nước, đúng không? Đây thì bottle này nó chính là đơn vị đo lường nhá. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có thể đứng sau những cái như sau. Many, danh từ đếm được sẽ cộng với many này. Few, a few. Còn bên này thì sẽ không đếm được, sẽ là much, little, hoặc là a little. Và nó sẽ có sự khác biệt giữa little và a little, cũng như là few và a few nhá. Little là a little ấy thì sẽ là có một ít thôi nhưng mà đủ dùng. Còn little thì nó sẽ là kiểu có nhưng mà như không, nghĩa là không đủ dùng. Tương tự với few và a few, chỉ có khác một cái là few và a few thì sẽ cộng với danh từ đếm được, và little và a little thì sẽ là cộng với danh từ không đếm được thôi. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có những cái như là với từ some thì sẽ có thể cộng với cả hai, nghĩa là cả cộng với cả danh từ số ít, danh từ đếm được và danh từ không đếm được thì đều có thể cộng với some nhé. Và đó là về một vài những lưu ý giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Và chúng ta nhớ là có một vài những cái danh từ không đếm được cơ bản như sau. Và thêm nữa thì sẽ là từ information, thông tin, cũng là một cái không đếm được, được chưa? Sẽ không có dạng số nhiều nhá. Khi những cái này
Khi vừa nãy chúng ta cũng có nói rồi đúng không? Các danh từ không đếm được thì nó sẽ không có dạng số nhiều. Nghĩa là những cái danh từ này sẽ không bao giờ thêm S. Nhớ cái đó giúp cô nhá. Không bao giờ thêm S vào những cái danh từ không đếm được. Nhớ cái này. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng xem với yêu cầu của bài số 1 nhá. Yêu cầu của bài số 1 như sau. Is the unallied nouns countable or uncountable? Vậy những cái danh từ mà được gạch chân dưới đây thì là những cái danh từ đếm được hay là danh từ không đếm được? Write C is countable or use uncountable. Và viết C vào cái chỗ đó nếu nó là danh từ đếm được, hoặc là viết chữ U nếu nó là danh từ không đếm được. Ở đây thì chúng ta có câu số 1, có là The children are very tired after a day of fun. Và đây là bọn trẻ thì cảm thấy rất là mệt sau một ngày vui chơi. Ở đây chúng ta có thấy là cái từ day, đúng không? Nó có cái gì đây? Nó có này, đúng không? Nó đứng trước day là có Vậy nếu nó đứng trước là có thì nó sẽ là countable, đúng không? Một ngày, hai ngày, đúng không? Đó, đếm được này. Tiếp theo, be careful, the water is deep. Cẩn thận nhá, nước rất là sâu. Ở đây thì chúng ta có water là một danh từ không đếm được, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ không thể nào đếm được một nước, hai nước, ba nước, mà chúng ta phải thêm những cái danh từ, những cái từ chỉ số lượng, đúng không? Những cái đơn vị đo lường khác thì mới đếm được, ví dụ như là lít nước này hoặc là chai nước. Chứ còn nếu mà chỉ là nước không thôi thì sẽ là danh từ không đếm được. Vậy đây thì cô sẽ điền là uncountable. Letter U. What about number 3? We have my mother uses real butter in the cakes she bakes. Là mẹ của tớ thì dùng bơ thật, đúng không? Nghĩa là bơ tự nhiên ý, chứ không phải là bơ nhân tạo, bơ tự làm, bơ fake. Đó, dùng bơ trong bánh mà mẹ ở đây thì sẽ là bake, thì sẽ làm kiểu nướng bánh á. Đó, vậy thì ở đây cái butter này nhá, butter nó cũng giống với cái cream này, nó cũng sẽ là cái danh từ không đếm được, đúng không? Chúng ta thấy là cái bơ với cả cái cream nó gần giống nhau mà, đúng không? Nên nó cũng sẽ là không đếm được. Cô sẽ biết thêm ở đây. Butter này, cream cũng là những cái danh từ không đếm được. Nó sẽ không có một bơ, hai bơ gì cả. Bởi vì chúng ta thấy là nó giống cái kem, nó rất là mềm, đúng không? Không có cái đếm được. Chúng ta chỉ có thể đếm được là một hũ bơ, hai hũ bơ, đúng không? Chứ không thể nào đếm bơ được. Nghĩa là mình sẽ phải thêm những cái đơn vị chỉ đo lường thì mới đếm được. Nên cái danh từ này là danh từ không đếm được, uncountable. Tiếp theo câu số 4. Remember to bring the necessary travel items. Là hãy nhớ phải mang theo những cái vật dụng đi du lịch cần thiết nhé. Chúng ta thấy có từ items ở đây, nó thêm S, đúng không? Nếu nó ở dạng số nhiều thì chắc chắn rồi, nó sẽ là danh từ đếm được, countable. Tiếp theo câu số 5. How about meeting in the canteen of some teas? Vậy gặp nhau ở for some tea, đúng không? Vừa nãy cô lại đọc nhầm thành of. Vậy gặp nhau ở canteen để uống một ít trà thì sao, đúng không? Sure, what times? Ok, được rồi, mấy giờ? Thì ở đây chúng ta có tea thì nó sẽ giống với water, đúng không? Uống trà này, uống nước, nó cũng sẽ là không đếm được, uncountable. Và cái từ some này thì nó có thể cộng với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được mà. Đó, nhưng mà chúng ta hiểu là tea là giống với water, uống nước, uống trà sẽ đều là những cái danh từ không đếm được. Chúng ta chỉ có thể đếm được khi mà chúng ta nói rằng cup of tea, cốc trà, đúng không? Thì chúng ta có thể đếm theo cái cup này, đếm theo cái nước này, đếm theo cái cốc này, đúng không? Một cốc trà, hai cốc trà. A cup of tea là một cốc trà này, two cups of tea thì sẽ là hai cốc trà, chứ không thể nào đếm trực tiếp với cái trà này được. Nên cái trà này là không đếm được, uncountable. Chúng ta hiểu chưa? Và phần remember này thì là những cái mà vừa nãy cô còn nói rồi. Chúng ta sẽ sử dụng cái some này, many, a few với những cái danh từ đếm được, và sử dụng some, much và a little với những cái danh từ không đếm được. Thì vừa nãy cô cũng đã lưu ý rồi, chúng ta sẽ nhớ những cái này giúp cô nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 với yêu cầu của bài số 2 như sau. Choose the correct option. Sorry, choose the correct option for each sentence. Là hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây. Chúng ta có câu số 1 này. I have questions to ask you.
là tớ có một vài câu hỏi muốn hỏi cậu. Thì chúng ta thấy là nó đang bắt mình chọn a few và a little đúng không? Và ở đây thì vừa nãy cô có giải thích là a few thì sẽ cộng với danh từ đếm được và a little là cộng với danh từ không đếm được. Chúng ta thấy là ở đây question có thêm s hay không? Có đúng không? Vậy nếu nó có thêm s nghĩa là nó có ở dạng số nhiều. Nếu nó có ở dạng số nhiều thì nó là danh từ đếm được. Vậy danh từ đếm được thì chúng ta sẽ cộng với a few đúng không? A few questions. Nên đáp án sẽ là đáp án A. Vậy tiếp theo câu số 2, Australia is very nice. It has natural wonders. Và ở đây chúng ta có Australia đúng không? Australia là nước Úc. Nước Úc thì có thì rất là đẹp và có rất là nhiều kỳ quan thiên nhiên. Chúng ta có natural wonders số nhiều. Vậy nếu nó là số nhiều thì nó sẽ là danh từ đếm được. Và danh từ đếm được thì chúng ta sẽ cộng với many đúng không? Còn much thì sẽ là cộng với danh từ không đếm được. Tiếp theo câu số 3. This is a difficult lesson, so only students can understand it. Chúng ta có danh từ students là danh từ số nhiều, nghĩa là danh từ đếm được. Vậy danh từ đếm được nó đều cộng với a few và many đúng không? Một ít hoặc là rất là nhiều. A few và many thì đều cộng với danh từ số nhiều. Nhưng trong câu này ý nghĩa sẽ là gì? Nên chỉ có rất là nhiều học sinh có thể hiểu được hay là chỉ một ít học sinh có thể hiểu được? Đáp án nó sẽ là chỉ một ít học sinh thôi đúng không? Thì nó mới có từ only này chứ. Và bên cạnh đó thì câu số 3 có nghĩa rằng ở đây là một bài học, bài giảng rất là khó đúng không? Bài giảng hôm nay cũng rất là khó. Nên là chỉ có một vài học sinh hiểu được thôi. Sẽ là a few chứ không thể nào là many. Bởi vì rõ ràng có từ only này rồi, nó không thể nào cộng với many nữa. Chỉ một vài, rất nhiều, nó đã không hợp lý rồi, đúng không? Tiếp theo câu số 4 này. It is a very dry area. Đây là một khu vực rất là khô hanh. There isn't rain in summer. Và không có mưa, đúng không? Không có nhiều mưa vào mùa hè. Bởi vì ở đây a little và much thì đều là cộng với danh từ không đếm được là rain rồi. Nhưng ở đây chúng ta thấy a little là ít này, còn much là nhiều. Không có ít mưa vào mùa hè. Đã dịch thì nó đã thấy sai sai rồi đúng không? Phải là không có nhiều mưa vào mùa hè thì đáp án nó sẽ là much. Tiếp theo câu số 5. We have got very times before our train leaves. We must hurry up. Là chúng ta thì không có nhiều, chúng ta thì có rất là ít thời gian trước khi mà tàu rời bến, nên là chúng ta phải nhanh lên thôi. Chúng ta thấy ở đây là cô đã dịch là rất ít rồi đúng không? Bởi vì ở đây chúng ta có rất là nhiều thời gian trước khi tàu rời bến, chúng ta phải nhanh lên thôi thì dịch nó đã không hợp lý rồi. Nên chúng ta sẽ chọn là rất ít thời gian nên là phải nhanh lên thôi. Chứ còn cái little và much thì đều cộng với danh từ không đếm được và danh từ times đúng không? Thời gian. Và đó là về câu số 5, cũng như là đây là đáp án của bài số 2, chúng ta sẽ take note lại giúp cô nhé. Và mỗi câu thì cô cũng đã đều giải thích rồi, chúng ta sẽ nhớ cái phần cô giải thích và nếu không hiểu thì hãy cứ comment bên dưới nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 3, với yêu cầu của bài số 3 như sau. Fill each blank with a, any, some, much or many. Là hãy điền vào mỗi chỗ trống với những cái từ như là a, any, some, much hoặc là many. Chúng ta có a thì sẽ là cộng với danh từ đếm được và nó sẽ là mang ý nghĩa là một cái đúng không? Và cái a này thì nó sẽ phải cộng với ví dụ. Để đề phòng là chúng ta chưa biết thì cô sẽ giải thích như sau nhé. A với an thì nó đều mang ý nghĩa là một cái gì đó. Nhưng an thì sẽ cộng với những cái nguyên âm, ví dụ là những cái uể oải sau cái danh từ đó nó bắt đầu bằng nguyên âm thì sẽ cộng với ân, còn nếu nó bắt đầu bằng phụ âm thì sẽ cộng với ơ. Và bên cạnh đó có từ any thì đều có thể cộng với cả hai nhá, nhưng any thì nó sẽ chỉ nằm trong câu phủ định thôi, phủ định hoặc là nghi vấn. Phủ định là không làm gì, còn nghi vấn là câu hỏi. Phủ định và nghi vấn. Còn some thì cộng với cả hai rồi đúng không? Mang nghĩa là một vài này. Many thì là cộng với danh từ số, danh từ đếm được. Còn much là cộng với danh từ không đếm được. Thì đó là về sự khác nhau giữa năm cái từ này. Vậy với câu số 1, how books are there in your bag? Có
ở đây thì các bạn sẽ phân vân là ơ, vừa nãy cô nói rằng là any đúng không? Any thì sẽ cộng với câu hỏi. Đây, câu hỏi đây chẳng nghĩa là how any books are there thì nó sẽ là không nhá. Ví dụ câu hỏi là cậu có sách không? Do you have book? Hoặc là there's a is there any books on the bookshelves, là trên giá sách thì có sách nào không, có quyển sách nào không, thì những cái câu đó mới cộng với any, nghĩa là những câu hỏi là có cái gì ở đó hay không thì sẽ cộng với any nhá. Còn liên quan tới cái việc là how books này thì nó sẽ là hỏi về số lượng có bao nhiêu quyển sách, chứ nó sẽ không hỏi là cộng với any. Any đúng là nó cộng với câu nghi vấn, nhưng nó sẽ là cộng với câu nghi vấn mà yes no questions, là những câu hỏi yes no, câu hỏi không có từ để hỏi. Còn đây là câu hỏi có từ để hỏi nên chúng ta sẽ cộng, chứ sẽ không có cái any ở đây, mà sẽ là câu hỏi về số lượng, how many hoặc là how much, thì nó sẽ là câu hỏi về số lượng có bao nhiêu cái gì đó. Nhưng ở đây chúng ta có books là danh từ số nhiều, nghĩa là nó là danh từ đếm được, vậy đếm được thì sẽ cộng với many. Và cô sẽ nốt thêm nhé, chúng ta có từ hỏi về số lượng là how much và how many là đều hỏi về số lượng, nhưng how many là hỏi về số lượng ở cái danh từ đếm được, còn how much là hỏi về danh từ không đếm được, có bao nhiêu cái gì đó. How much time đúng không? Bạn dành bao nhiêu thời gian thì cũng sẽ dùng là how much, còn những cái danh từ đếm được thì sẽ dùng là how many. Và trong câu số 1 là danh từ đếm được, books, nên cộng với how many. Tiếp theo câu số 2, there isn't milk in the fridge, it is empty, là không có sữa ở trong tủ lạnh đúng không? Tủ lạnh trống rỗng, ở đây là câu nghi vấn nên cô sẽ dùng là any đây. Sorry, câu phủ định, không có cái gì. Tiếp theo câu số 3, how sugar do you need for your tea, mom? Mẹ cần bao nhiêu đường cho vào trà hả mẹ? Ở đây thì chúng ta có sugar, nó là danh từ không đếm được. Và đây sẽ là dùng với how much, đúng không? Hỏi về cái số lượng, how much. Và câu số 4, we need to buy new furniture for the house. Chúng ta cần mua một cái đồ dùng trong gia đình, đúng không? Cho nhà. Nhưng cái furniture này là đồ đạc nói chung á, và nó sẽ không có dạng số ít, nó sẽ không có dạng là danh từ đếm được, nghĩa là không có ơ, ân các thứ, mà nó sẽ là danh từ không đếm được, furniture là không đếm được nhá. Nhưng ở đây thì nó cũng sẽ không phải là ơ, hay là much, hay là many, mà chúng ta cần mua thêm một vài những cái đồ dùng mới trong gia đình, đúng không? We need to buy some new furniture, cần mua thêm một vài cái. Còn câu số 5 này, there is big cave in this area, có cái gì đó, có một hang động lớn, cô sẽ dùng là ơ ở đây, bởi vì là there is là cộng với danh từ để số ít này, và cave, hang động thì chúng ta có thể đếm được nên cô sẽ dùng là ơ, một cái hang động lớn. Chứ còn nếu mà là some thì sẽ phải cộng với danh từ đếm được hay là danh từ không đếm được. Nhưng nếu ở đây is rồi này, xong rồi cộng với some, is là số ít, some là số nhiều, không vào được này. Much, many cũng vậy, số nhiều, không vào được. Còn any thì nó chỉ nằm trong câu phủ định hoặc là nghi vấn thôi. Còn câu 5 là câu khẳng định nên không thể nào dùng any. Vậy trong 5 cái đề bài cho sẵn thì 4 cái nó đã không hợp lý rồi, chúng ta chỉ còn ơ thôi. Và trong cái ơ này, there is a big cave là quá hợp lý rồi, nên đây sẽ là đáp án của bài số 3 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, đó là về động từ quyết thiếu must và mustn't. Chúng ta có như sau. We use must to say that something is very necessary or very important. Chúng ta sử dụng must để nói rằng cái gì đó thì rất là quan trọng hoặc là rất là quan trọng. Thực ra là cái necessary hay là important sang tiếng Việt thì nó sẽ đều mang nghĩa là quan trọng thôi. Vậy ở đây cái must này, must dùng để diễn tả một cái mà bắt buộc, một nó cũng không hẳn là bắt buộc đâu, là diễn tả là cái gì đó cần thiết phải làm, chúng ta cần phải làm cái này thôi. Còn cái have to thì mới là cái bắt buộc nhá. Chúng ta bởi vì là cái must thì nó sẽ hay đi kèm với cái have to. Để diễn tả là nó đều là, khi mà dịch sang tiếng Việt thì nó đều mang nghĩa là phải làm cái gì đó. Nhưng mà cái have to thì nó sẽ mang nghĩa là xuất phát từ chủ quan. Chủ quan nghĩa là tôi cảm thấy cần phải làm cái gì đó. Còn cái must thì nó sẽ diễn tả một cái là ngoại cảnh bắt buộc khiến tôi phải làm này, là một cái quy tắc gì đó mà tôi phải làm này, là bởi vì nó rất là quan trọng, rất là cần thiết nên tôi phải làm, thì nó sẽ là must. Còn tiếp theo, we use mustn't to say that doing something is not allowed.
là chúng ta sử dụng mustn't để khi mà chúng ta muốn nêu rằng là cái gì đó thì không được cho phép, nghĩa là không được làm, không được cho phép. Và ở đây tất cả các chủ ngữ đều cộng với must hoặc là mustn't, chứ nó sẽ không chia ra là số ít, số nhiều hay là ngôi mấy, mà tất cả các chủ ngữ đều cộng với must hoặc là mustn't, chứ không cần phải chia nữa. Vậy ở đây để rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng làm các bài tập nhé. Với yêu cầu của bài số 4 như sau: Fill it blank with must or mustn't, là hãy điền vào mỗi chỗ trống dưới đây với từ must hoặc là mustn't. Và chúng ta sẽ nhớ nhé, must diễn tả một cái bắt buộc phải làm, một cái ngoại cảnh khiến tôi phải làm cái đó, hoặc là bởi vì là cái đó rất là cần thiết nên phải làm. Ở đây chúng ta có câu số 1 này: You leave the hotel room before 12 o'clock, là ở đây là phải rời phòng, đúng không? Phải trả phòng khách sạn trước 12 giờ. Thì ở đây nó sẽ diễn tả một cái là một cái quy định á. Một cái quy định là bình thường ở trong tất cả các khách sạn thì chúng ta sẽ có giờ check out là giờ trả phòng ý, là 12 giờ, đúng chưa? Nghĩa là trước 12 giờ là chúng ta phải trả phòng rồi. Thì đây là diễn tả một cái là cần thiết này, một cái quy định sẽ dùng là must, chứ không phải là bạn không được trả, đúng không? Mà đây là bạn phải trả, bạn phải rời khách sạn trước 12 giờ. Và câu số 2, you make lots of noise in the museums, bạn này làm ồn ở trong bảo tàng. Thì đây, cái việc là làm ồn trong bảo tàng là một cái mà không được cho phép, đúng không? Nên sẽ dùng là mustn't. Cái này thì liên quan tới cái ý, cái nghĩa của câu này thôi, mustn't. Trong bảo tàng thì không được làm ồn thì sẽ dùng là mustn't. Còn cái mà phải làm cái gì thì sẽ là must. Tiếp theo câu số 3, my mom says you always tell the truth, mẹ tớ nói rằng là bạn phải luôn luôn nói sự thật. Thì ở đây sẽ là must, chứ không phải là bạn không được nói sự thật, đúng không? Và ý là trong câu này, cái việc nói sự thật là một cái điều rất là quan trọng, rất là cần thiết, mà bạn phải làm, luôn luôn phải làm cái điều đó, luôn phải nói sự thật. Câu số 4, you know you go to bed with your shoes on, bạn biết rồi đấy, bạn không được đi ngủ, đúng không, mà vẫn đi giày. Thì đây sẽ là mustn't, không được làm gì. Và tiếp theo câu số 5, I want to speak English better, I practice more, tớ muốn nói tiếng Anh tốt hơn nên tớ phải thực hành nhiều hơn thôi. Thì đây diễn tả một cái cần thiết để tớ có thể nói tiếng Anh là tớ phải thực hành nhiều hơn. Thì đó sẽ là bài số 5, câu số 5. Và chúng ta sẽ chốt lại rằng nó sẽ đơn giản thôi. Must diễn tả một cái cần thiết, diễn tả một cái bắt buộc, cái quy định tôi phải làm. Còn mustn't là một cái là tôi không được phép làm cái đó, chỉ đơn giản vậy thôi nhá. Và sau những cái này thì nó luôn luôn cộng với động từ nguyên thể. Chúng ta thấy đấy, leave này động từ nguyên thể, là động từ không chia s, es hay là chia bất cứ cái gì vào, thì sẽ là động từ nguyên thể. Đây, leave, make, tells, go và practice, được chưa? Là động từ nguyên thể. Sau tất cả các động từ khuyết thiếu sẽ cộng với động từ nguyên thể. Và hãy nhớ cái ý nghĩa của must và mustn't. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài cuối cùng, đó là bài số 5. Chúng ta có read the classroom rules below, là hãy đọc những cái quy tắc trong lớp học dưới đây. Write some more rules for you and your classmates. Rules, vừa nãy như là cô đọc cái này là rules, đúng không? Read the classmate rules below. Đọc những cái quy tắc. Rules. Và ở đây chúng ta sẽ xem này. We must arrive on time, là chúng ta cần phải đến đúng giờ, nghĩa là phải đi học đúng giờ đấy, đúng không? On time, đúng giờ. Và cái này thì cô cũng đã giải thích ở trong phần getting started, có phần on time, đúng không? On time và in time. On time là đúng giờ, nghĩa là ví dụ chúng ta vào lúc 7 giờ thì chúng ta đến vào lúc 6:50 thì sẽ là on time này. Lúc 7 giờ, lúc 6:55 cũng là on time. Còn ví dụ như là bạn nào mà đến đúng 7 giờ thì sẽ là in time, kịp giờ. Tiếp theo câu số 2, we mustn't pick flowers in a school garden, là chúng ta không được hái hoa ở trong vườn của trường, là diễn tả cái mà chúng ta không được phép, còn cái này là diễn tả cái mà chúng ta phải làm. Vậy tiếp theo, we must, chúng ta phải làm gì nữa đây? Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là classroom rules, những cái quy tắc lớp học, phải làm gì nữa nhỉ? Chúng ta phải làm bài tập về nhà trước khi đến lớp, đúng không? We must, chúng ta phải làm gì? Do our homework, phải làm bài tập về nhà.
trước khi đến lớp before class. Đó sẽ là một cái mà chúng ta phải làm này. Cái đó rất là cần thiết. Before class. Thì đó sẽ là cái quy tắc số 3 mà cô sẽ gợi ý giúp chúng mình. Vậy quy tắc số 4 thì sao? Chúng ta không được làm gì? We mustn't. Vậy ở đây ví dụ như là chúng ta không được làm ồn trong lớp học, đúng không? Hoặc là chúng ta không được ăn trong lớp học. We mustn't eat in the classroom. Không được ăn trong lớp học. Thì đấy cũng là một cái mà không được cho phép. Hoặc là we mustn't make noise in the classroom đều được nhé. Và đây cô sẽ viết thêm ở đây, make noise in the classroom, để gợi ý giúp chúng mình. Ok, cô cứ viết hết trong sách mà cô sẽ gợi ý thêm nhé. Còn cuối cùng câu số 5 thì nó sẽ là tùy thuộc thêm thôi, đúng không? Chúng ta thích viết gì thêm thì viết. Ví dụ ở đây với we must này, thì bên cạnh những cái mà cô vừa gợi ý trong sách giáo khoa thì chúng ta có thể nói thêm là thứ nhất là chúng ta phải làm bài tập về nhà, thứ hai là chúng ta cần phải làm gì, cần phải lắng nghe cô giáo, đúng không? Hoặc là chúng ta cần phải chúng ta cần phải là giơ tay khi mà muốn phát biểu. We must raise our hands. Raise our hands to speak. Đấy cũng là một cái quy tắc này. Hoặc là chúng ta không được làm gì, chúng ta không được làm ồn, không được nói chuyện trong lớp học. We mustn't make noise in the classroom. Thì đấy cũng có thể là một cái quy tắc, đúng không? Hoặc là gì nữa, chúng ta thì cần phải tôn trọng lẫn nhau, đúng không? We must respect, thì sẽ là tôn trọng và lắng nghe, đúng không? And listen to the teacher and classmates. Tôn trọng lắng nghe cô, thầy cô và bạn bè. And your classmates, thì đó cũng sẽ là cái quy tắc thứ ba. Và cô sẽ thêm một quy tắc là chúng ta không được làm gì nữa nhá. Ví dụ như là chúng ta thì không được chạy trong lớp học, đúng không? Ok, nhưng mà đấy là trong giờ ra chơi thì trong giờ học thì mới không được chạy thôi. Hoặc là chúng ta thì không được ok, nói chuyện rồi này. Chúng ta thì không được làm gì đây? Không được nói chuyện này, không được ăn trong lớp học này, không được có bài trong lớp học, đúng không? Hoặc là chúng ta thì không được let me see. We mustn't, không được. Không được. Ví dụ là không được đổi chỗ nhá. Change your seat, không được đổi chỗ. Thì đó sẽ là một vài những cái quy tắc thêm mà cô sẽ làm ở bài số 5 nhé. Chúng ta có thể check nước lại giúp cô. Và bài số 5 cũng đã là bài tập cuối cùng của phần Closer Look 2 ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ lưu ý nhé, cái must và mustn't. Must diễn tả một cái phải làm, mustn't không được phép. Đó là sự khác nhau giữa must và mustn't. Và bên cạnh đó thì sẽ là danh từ đếm được và danh từ không đếm được, đúng không? Và nó sẽ có một vài những cái lưu ý và chúng ta sẽ xem lại giúp cô nhé. Và cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ về Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo. Goodbye! Khóa học về Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Jack.